Rồi, bây giờ tiếp tục hành trình bắt cá của cha con tôi phần tiếp theo nha. Ta-da! Đó, cha tôi đó đang lên bển đó mọi người. Đó, loại bụm bụm để cho nước nó động đậy á, để mấy con cá nó dính vô cái phao này thấy không? Đó đó đó. Cái đó cái lưới ở dưới á, cái phao để cho nó nổi lên cho mình thấy cái lưới á mọi người. Chứ không thôi nó bị trùng xuống ở dưới nước quá trời nó mới dính cá. Ở dưới mương này thì nhiều cá lắm. Hồi đó mương này cha tôi là nuôi cá chê, nuôi thời gian nghỉ nuôi á, rồi để cho nó ra vô nước tự nhiên cái cá đồng không mọi người ơi, ăn là nhức nách nha. Mà bèo không à, không biết sao bèo nó vô nó sống. Nó sống hoài, sống quanh năm suốt tháng, nó sống mãn đời luôn. Chết cái này xong cái nó mọc lên cái khác liền. Nó, cha tôi bắt được cá đó mọi người. Nghĩ sao người ta đang bơi tung tăng, cái ông đập cái hử. Rồi dính dưới sình cái bắt đầu ông lặn mấy cái luôn. Ông lặn tuốt cái dưới sình á, ông móc lên dính được con cá chốt. Rồi ruột mất tiêu. Con cá cha còn không bắt được nữa. Bởi vì cha tôi bắt cá có một tay thôi mọi người, chứ không phải bắt cá hai tay như người ta đâu nha. Bây giờ đi vô chuẩn bị gỡ cá thu hoạch đem về. Nó phát nước hự 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 luôn. Hồi đó là văng á, văng mấy cái bờ nhỏ nhỏ lấy cây đập không mọi người. Còn này á, cái mương bự quá trời quá đất luôn nên đâu có lấy cây đập nổi đâu. Đây, qua chương trình tiếp theo là đi ăn cắp xoài. Nói chứ, tại vì á, trái xoài này thấy nó vàng hực luôn, bị con gì ăn tức quá trời bẻ xuống nè cho mà coi. Trái xoài cát, quá trời vàng ươm luôn. Nhưng mà bị cái con gì nó ăn hết nửa trái rồi. Trời, tao tức cái mình á, phải đi ra sớm sớm xíu rồi có xoài ngon ăn rồi. Hơi buồn dễ sợ. Thôi quay lại chương trình bắt cá của cha con tôi nha. Nó cha tôi bắt đầu gỡ lưới rồi đó. Cá là toàn cá sặc thôi. Mà con nào con nấy là khoảng 3 ngón tay của mình á, nó bự lắm luôn nghe. Tại vì không nó cá sặc nó không giống như mấy con loại con cá khác mà nó bự hơn nữa đâu. Vậy là bự dữ dằn bự rồi đó mọi người. Ai mở trong vườn là biết rồi đó. Có sặc bướm nữa nhưng mà sặc bướm con nhỏ nhỏ không à. Sặc bướm thì thịt nó ngon hơn nữa. Nhưng mà nó nhỏ không à. Ăn nó cũng khó bắt lắm. Đây đây đây, bên đây nè, tới cây sầu riêng nữa rồi. Đi đâu cũng gặp sầu hết trơn á. Bởi vì sầu quanh năm suốt tháng, gai gốc quá trời, để nựng cái nha. Cho nựng miếng đi. Năn nỉ, ha ha ha. Để nựng cái coi coi sao à. Tưng tưng. Trời trời, gai gai nặng. Đau đau lắm nha, nhọn quắc luôn á. Thôi, đợi thêm tháng hai tháng nữa đi, nó chín rồi ăn. Thì sự chứ, nhà nghèo ba má đông, không có tiền mua sầu riêng nên trồng cây sầu riêng. Rồi để nó chín rồi ăn thôi chứ tiền đâu mà mua. Thôi, bây giờ đi qua, chuẩn bị đi gỡ cá. Chứ không thôi đi vòng vòng, họ không ai gỡ cá mà nên ổng gỡ cái về, ổng mát mẹ mẹ, quýnh tét cái đít. Đó, cây này cũng cây sầu riêng nữa là mọi người, mà cây sầu riêng cô độc. Đây 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 đây, cá nè. Nó, một tay lưới giăng ngang cái mương nãy đó. Cha tôi lội gan nhăn đó mọi người. Nó, con cá chê trắng nha. Mèn ơi, ngon hết sảy. Còn này biết con cái gì không? Cá đột biến, cá linh đó mọi người. Cá linh chà bá nện đột biến. Đây, con này nè, chắc là đi hẹn hò với cái ông nội này. Rồi xong rồi có bầu có chữa cũng chui vô lưới nữa. Còn đây nè, là con cá mày dinh nha. Mày dinh gì đâu mà nó bự bằng bàn tay tôi vậy trời. Nó nhiêu là đủ nồi canh chua. Còn bà này là ai đây? Mèn đét ơi, đi chơi đâu vô đây vậy? Phá làng phá sớm. Mèn ơi, hư mẻ cái lưới người ta rồi. Còn đây là mấy con cá sặc đó mọi người. Thấy bự không? Nó thấy vậy chứ cái lưới hồi gỡ ra cái nó cũng không có gách nhiều đâu. Lỗ 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 hết trơn mọi người. Như áo của tới điên vậy đó. Lủng lỗ lum mà giá lợi thôi. Đây nè, cá cha tôi thu hoạch được đó mọi người. Cái này ăn tầm khoảng 2-3 ngày mới hết đó, chứ nhiều đây sao mà ăn hết không biết nữa. Cá sặc không, có con cá he kiểu nhảy đợp đợp kìa mọi người thấy không? Nó, bởi vì trong vườn trong quê vậy đó, không có gì ăn thì đi ra giăng lưới 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ cái có ăn à. Còn rau cải thì thiếu cha gì ha. Nhóc hết trơn cá sặc không. Con quỷ đó sao mày không ra? Nắm đầu nó, lôi ra mới được. Mèn ơi, mày mà thoát chứ tai chị hả? Không có dễ đâu cưng. Thôi đi về. Thôi giờ tôi đi về tiến hành mần cá. Rồi hồi cha tôi vô sao chứ thôi không kịp. Đây thành quả của cha con tôi đây. Nó để tôi bắt mấy con cá đột biến lên cho mọi người coi nha. Quá trời quá đất luôn. Đây là con ốc nữa nè. Nghĩ sao có con ốc cha tôi cũng bắt về nữa. Hết biết thiệt chứ. Đây thảy vô cái chảo liền.
tôi nấu canh chua bằng cái chảo vậy cho nó bự, nấu mấy cái kia nhỏ nhỏ không mà tôi khó mà thấy đường niêm á mọi người, cũng thông cảm ha. Đó, sau rồi đó, cá này là cá sặc dò viên mọi người, tôi bầm nghiền ra, xong rồi ướp gia vị vô cái dò viên để vô ăn bá cháy nhất cái nó. Đó, ớt nè, đó là cá chê đó, nãy sắc phanh, còn này là cá mẹ dinh nãy nè. Đó, mẹ dinh để nguyên giấy nha, vị nó mới ngon đó, chấm với muối ớt. Còn đây trong quá trình chờ đợi thì mẹ tôi làm bánh bột lọc, cái này đúng là thử thách. Ăn bánh bột lọc mẹ nấu 6 ngày 6 đêm. Cái này là ăn chừng nào mà ngán thì thôi, chứ cha mẹ quánh, anh chị quánh, bà con quánh, dòng họ quánh cũng ăn luôn. Đây nè, tới công chuyện nữa rồi, chín rồi nha, vớt ra xong rồi hồi cái mình bỏ cái bông súng vô là chở qua chở lại cái là mình nhấc xuống được rồi đó mọi người. Nó vớt ra đi chứ thôi hồi nó gã banh chành tới bẹ về cái mẹ bà chửi chết luôn. Hồi nhỏ bị chửi hoài cái gì, giờ ghét quen rồi, chửi. Đây nè, bỏ con súng vô nghe, con súng nãy hái ngoài vườn vô á đó. Bỏ vô và chuẩn bị biến hình đó nè, thấy nó đỏ đỏ không, đỏ đỏ trắng trắng, giờ biến hình xanh lẹ lét nè, 1, 2, 3 biến hình nọ. Bỏ miếng gao vô, cái này á là gao ngò thơm á, chỏng đằng trước nhẹ, giờ hái vô. Trời ơi, trời mưa có 2-3 trận mà nó xanh mướt mượt, nó ra quá trời quá đất luôn, hái được nắm. Đó, còn bây giờ là thành quả đây. Đó, nhìn hấp dẫn không, khói à, khói bay bay lên ngút trời mây luôn ha. Đó, nước nó đục đục vậy chứ nó ngon dữ lắm. Nhớ cái nắp nghe, đừng có giỡn. Tại vì á là cá nó ra mọi người, mình bằm cá. Còn ở đây nè, tôi kho chảo kho khô trứng cá đó mọi người. Đó, bắt được mấy tép thảy vô luôn. Dưới lại kho dưới con cá linh á, cá linh đột biến. Đó, tôi thì nhà tôi ngày nào cũng cúng chân, cúng ông bà bốn chén vậy đó. Nhà mọi người có cúng không? Đó, ông bà bữa nay có lộc ăn ha, hai cho con quá, bắt được quá trời cá luôn. Ông bà về ăn với tụi con. Không biết là nhà mấy bạn cúng bao nhiêu người hay là có cúng hay không nữa, nhưng nhà mình ngày nào cũng chạy chân á. Nếu mà ăn cơm 2 buổi thì cúng 2 buổi vậy đó. Ông bà về ăn lấy thảo. Đó, chén mưa ớt thần thánh đặt luôn rồi, để nãy giờ quay đặt luôn rồi. Đó, muối tôm để chế ớt nữa cho cay cay. Mèn ơi, chảo khô khô này ăn chừng 3 chén mới đã. Đó, canh chua cá kho, mà không phải là kho tộn mà là kho chảo, canh chua chảo luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.